第19课，北京的冬天比较冷。Bài 19, mùa đông ở Bắc Kinh khá lạnh. Hội thoại 1. 今天的天气怎么样？不太好，有风，下午有雨。冷吗？不冷，20度。明天呢？明天是晴天。今天的天气怎么样？ Trong đó từ thiên chi, âm Hán Việt là thiên khí, có nghĩa là thời tiết. Từ怎么样có nghĩa là như thế nào. 今天的天气怎么样? Thời tiết hôm nay thế nào? 不太好，有风，下午有雨。 Trong đó từ phong, âm Hán Việt là phong, có nghĩa là gió. Dầu phong là có gió. Từ ủy, có nghĩa là mưa. Dấu ủy là có mưa. Cả câu này dịch thành, không tốt lắm, có gió, chiều có mưa. Lạnh má? Trong đó từ lẩn, âm Hán Việt là lánh, có nghĩa là lạnh. Lẩn ma có nghĩa là lạnh không? Bù lẩn, 20 độ. Trong đó từ tù có nghĩa là độ. 20 độ là 20 độ. Bù lẩn 20 độ, không lạnh 20 độ. 明天呢? Còn ngày mai thì sao? 明天是晴天. Trong đó từ chiếng có nghĩa là nắng. Chính thiên là ngày nắng. Mình thiên sử chính thiên là ngày mai là ngày nắng. Hội thoại 2. 老师，北京秋天的天气怎么样？不冷不热，很舒服，是最好的季节。冬天呢？听说北京的冬天很冷，是吗？对，北京的冬天比较冷，最冷差不多零下15度。常常下雪吗？不常下雪。大卫， 你最喜欢哪个季节？我喜欢夏天，我喜欢游泳。老师，您呢？我喜欢春天。老师，北京秋天的天气怎么样？ Trong đó từ Bắc Kinh có nghĩa là Bắc Kinh. Từ chiêu thiên, âm Hán Việt là thu thiên, có nghĩa là mùa thu. Bắc Kinh chiêu thiên ở thiên chỉ có nghĩa là thời tiết mùa thu ở Bắc Kinh. Cả câu này dịch thành, thầy ơi, thời tiết mùa thu ở Bắc Kinh thế nào? 不冷不热，很舒服，是最好的季节。 Trong đó từ rửa, âm Hán Việt là nhiệt, có nghĩa là nóng. Bù lẩn bù rửa, không lạnh không nóng. Từ su phục, âm Hán Việt là thư phục, có nghĩa là thoải mái dễ chịu. Khẩn su phục, rất dễ chịu. Từ duy, âm Hán Việt là tối, có nghĩa là nhất. Duy khảo là tốt nhất. Từ chỉ chía ở cuối câu có nghĩa là mùa. Duy khảo tới chỉ chía có nghĩa là mùa tốt nhất, mùa đẹp nhất. Cả câu này dịch thành, không lạnh không nóng, rất dễ chịu, là mùa đẹp nhất. Đông thiên nè? Thính số Bắc Kinh的冬天很冷, 是吗? Trong đó từ Tung Thiên âm Hán Việt là Đông Thiên, có nghĩa là mùa đông. Tung Thiên à? Mùa đông thì thế nào? 听说北京的冬天很冷， nghe nói mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh. Cả câu này dịch thành, mùa đông thì sao ạ? Nghe nói mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, phải không? Đì, Bắc Kinh的冬天比较冷，最冷差不多零下15度。 Từ bỉ chảo có nghĩa là tương đối khá. Bắc Kinh的冬天比较冷có nghĩa là mùa đông ở Bắc Kinh khá lạnh. Dưới lạnh là lạnh nhất. Từ chả bù tua nghĩa đen là kém không nhiều, có nghĩa là xấp xỉ. Từ liếng có nghĩa là không. Lính xà là dưới không, có nghĩa là âm. Lính xà 15 độ có nghĩa là âm 15 độ. Cả câu này dịch thành, đúng vậy, mùa đông ở Bắc Kinh khá lạnh, lạnh nhất xấp xỉ âm 15 độ. 常常下雪吗? Trong đó từ tráng là thường, tráng cũng có nghĩa là thường. Từ xuế có nghĩa là tuyết. Xà xuế có nghĩa là rơi tuyết, tuyết rơi. Tráng tráng xà xuế mà, có nghĩa là có thường xuyên có tuyết rơi không? 不常下雪。大卫，你最喜欢哪个季节？最喜欢là thích nhất. Là cái gì chía có nghĩa là mùa nào. Cả câu này dịch thành, không hay có tuyết rơi, không thường có tuyết rơi. David, em thích nhất mùa nào? 我喜欢夏天，我喜欢游泳。老师，您呢？ Trong đó từ xả thiên âm Hán Việt là hạ thiên, có nghĩa là mùa hè. Từ diễu dũng có nghĩa là bơi. Cả câu này dịch thành, em thích mùa hè, em thích bơi. Thầy ơi, còn thầy thì sao? 我喜欢春天. Trong đó từ xuân có nghĩa là xuân. Xuân thiên là mùa xuân. 我喜欢春天 là thầy thích mùa xuân.